À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Totatoa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức để chống lại nói chung bây giờ là mình sẽ chống lại cả châu Âu rồi. Ở tập trước thì thằng Pháp nó đã đột nhập được vào cái vùng 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 lõm của mình ở đây. Nhưng bây giờ thì nó bị quay tròn rồi. Nó còn hai quân đoàn đóng ở đây và bị quay tròn. Và nó sẽ phải chịu sự tấn công từ tất cả các đơn vị quân của mình đóng ở các khu vực này. Đấy. Sẽ không dễ dàng cho người Pháp khi bị quay tròn ở đây rồi. Phía bên này thì mình giao đất lại cho thằng Thụy Sĩ nên bây giờ nó sẽ chặn đứng đường tấn công của nó. Các quân đoàn của mình rút về đây để hồi quân. Và chắc là mất khá nhiều thời gian để hồi đấy. Nó không nhanh được như quân Pháp. Ngoài ra mình bắt đầu đưa các đơn vị thủy quân lục đội quân bắt đầu được triển khai sang đây rồi. Chúng ta sẽ cho đổ bộ lên bán đảo Ý. Có thể mình sẽ đổ bộ và tấn công thẳng vào cảng biển của nó luôn. Không có việc gì để làm, mình sẽ qua lượt. Người Anh chiếm được một cái đảo đây à? À, chơi luôn. Thằng Pháp này. Ái già chuyển thuyền 122 kìa. Mạnh gớm nhỉ. Trận này đánh không đánh ẩu được. Đánh ẩu thiệt hại quân lạ lắm. Xoáy hạng của Pháp cũng rất mạnh. Trận trước để chiến thắng mình đã phải mất hai chiến thuyền rồi. Bởi vì hải quân của Phổ chưa bao giờ là đối thủ của hải quân Pháp, hải quân Anh hay hải quân Tây Ban Nha. Bởi vì Phổ nó không phải là cường quốc trên biển. Nhất là lãnh thổ của Phổ nó không có nhiều biển như các cái nước như Anh, Pháp hay là Tây Ban Nha. Người Phổ luôn bị kẹt ở giữa và gần như không có cơ hội để có thể phát triển lực lượng hải quân của mình. Người Phổ chỉ mạnh về lục quân thôi. Nói thì nói vậy thôi chứ khi trong trò chơi mình đã cố gắng để tạo ra sự khác biệt. Khi mình nhớ tạo cho đế chế Phổ được một cái sức mạnh khác rồi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào trận này thì không đơn giản đâu, quân Pháp rất đông, hình như nó còn đông hơn mình. Rồi chúng ta sẽ xem này, trận này thì thời tiết khá tốt, mình nghĩ là đấy là một điều mừng. Quân của Pháp trận này nó có khá nhiều thuyền. Không sao. Nhưng chúng ta không đánh thì chúng ta sẽ không bao giờ lên được. Các bạn thấy như trận trước chúng ta thương vong rất là cũng bị thiệt hại một chút ít xíu. Nhưng mà tướng đô đốc của chúng ta được lên được kinh nghiệm rất nhiều. Rồi. Một ngày nắng đẹp. Tuyệt vời khi một ngày nắng đẹp hay để đánh nhau. Trận này mình sẽ không chủ động tấn công mà mình sẽ thành lập thế bao vây đã. Đúng sở trường của mình. Bởi vì chủ động tấn công trước quân Pháp này có thể là chúng ta sẽ gặp rắc rối. Mình đang cần biết xem soái hạng nó đâu rồi. Với lực lượng thuyền chiến của mình có vẻ mình hơi mỏng lực lượng. Lực lượng của mình có vẻ hơi mỏng. Để có thể bảo vệ được các tuyến. Có cả cái ánh phản chiếu của ánh sáng mặt trời lên lên màn hình nữa. Vãi chưởng này. Tạo hiệu ứng gì cũng vừa vừa chứ. Đấy, phía bên này thì không có này. Phía này nó ngược ánh sáng, không bị cái phản chiếu ánh sáng mặt trời lên. Phía bên này thì lại bị ngay. Thật như là thật. Đây rồi, hai phe đang sắp gặp nhau rồi. Vấn đề là bây giờ
Rồi. À cái mỏ neo này để các bạn có thể dừng thuyền. Nó không dừng ngay đâu, phải một lúc nó mới dừng hẳn. Các bạn cắm mỏ neo một lúc sau nó mới dừng hẳn. Mà nó cũng đúng thôi, bởi vì làm sao mà các bạn có thể một cái chiếc thuyền nó đang đi với tốc độ như vậy mà bạn có thể dừng ngay lập tức nó được. Nó cũng cần phải có một cái độ đà. Dễ à, nó bẻ anh lái này. Độ này sẽ bẻ hướng lái trước như đây. Chưa? Tốt rồi. Sẵn sàng nhá. Rồi. Rồi, trận này cứ từ từ. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Cắm vào neo chai. Rồi. Rồi. Sẵn sàng. Hải quân của Pháp nó đến rồi. Đừng đùa với nó. Để xem nó làm trò gì đấy. Xoáy hạ mình rồi. Nếu mình không nhầm nó sẽ cho quân ra đây. À, hải quân Pháp à, bắt đầu mày ăn đòn. Xoáy hạm nó bắn kìa. Mày mình biết ngay nó sẽ cho thuyền vòng ra đây mà. Nhưng mà nó cháy như này không khéo nó lổ chết thuyền của mình mất. Ngăn chặn không cho nó tiến sát xuống. Ok kìa. Tiến lên nó cháy, cháy 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 thuyền mình mất. Sắp nổ rồi. Vòng lại, trước này vòng lại đi. Đây rồi. Đúng rồi. Vòng lại là hợp lý. Tiến vào chứ. Rồi.
đấy. Đây rồi. Đúng rồi. Rất may mình đã tránh được cái đòn này rồi. Xoáy hạn chúng ta đứng đây. Vây chặt quân Pháp ạ. Vòng ở đây. Úi dồi, chiến thuyền của Pháp đang cháy. Chúng ta cũng bị dính ké theo rồi. Được rồi, không sao sửa được. Rồi, hay quá, lực lượng chúng ta hoàn toàn có khả năng giải quyết được vấn đề ở đây. Tuyệt vời. Xoáy hạn. Xoáy hạn Pháp rồi. Chạy à? Tranh thủ sửa thuyền đó anh em ơi. Tranh thủ thì nó đang bỏ chạy, chúng ta sửa thuyền. Tí nữa chúng nó tập hợp lực lượng lại nó lại đánh tiếp đấy. Xoáy hạng của nó vẫn còn kia mà. Cứ bình tĩnh. Trận chiến vẫn còn ở phía trước. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái hạng cánh quân phía bên này tiến lên nữa. Chiếc thuyền này sắp chìm rồi. Rồi. Rồi, hải quân Pháp đang phong lại. Đô đốc của chúng ta có lẽ chưa cần thiết để tham chiến vội, từ từ đã cho phòng thủ đi. Lực lượng chỗ này bắt đầu xếp hết đội hình. Sửa đã này. Vào đây. Chúng ta đã đánh chìm được khá thuyền của Pháp rồi. Tiến lên đây. Thôi vẫn đang sửa, sửa đi. Hỏng khá nặng nhỉ. Thôi bổ sung chiếc này vào đây vậy. Xoáy hạng đứng ra đây, đề phòng chúng ta móc lốp. Pháp đang trở lại. Thế đây đây, chuẩn bị bao vây nó đã. Một chiến hạm của Pháp đang tới kìa. Sau một đợt tấn công ồ ạt ban đầu thì người Pháp bắt đầu rút lui rồi. Xoáy hạng của nó đang quay lại. Có hai chiếc đi ra đây à? Làm gì đấy cô?
Tấn công mình nhỉ? Một chiếc thuyền của Pháp sắp nổ rồi. Đó rồi. Xoay lực lượng ở đây. Sẵn sàng đón tiếp. Tốt rồi. Lo đạn pháo. Vòng lên đây. Bắn từ hai phía luôn. Victory, is soon to be yours. Bắn hai phía luôn. Xoáy hạ phải phát đang cháy rồi. Lọt vào giữa khe của anh rồi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu mới được cái chứ? Sorry. À, đô đốc hải quân nó chết rồi. Quân Pháp đang bỏ chạy rồi. Lại cháy mất chiến hạm cho xoáy hạm nó rồi. Tất tiếc mình không có cách nào. Bởi vì nếu mà muốn bắt sống nó thì cũng không dễ. Cái áp sát nó rất dễ nổ. Bắn nó lúc đó còn mạnh thì không thể mình bắn được. Lúc còn mạnh thì không thể bắt được. Ok chưa? Thuyền của nó bị cháy vỗ cả thuyền của mình chứ. Trận đánh lớn ở hải quân này. Chưa bao giờ hải quân của Đức được đánh trận lớn như này. Liên tiếp và liên tiếp trận đánh lớn hải quân Đức. Xoáy hạm nó chìm. Chiến hạm mình vẫn đang tiến lên một cách rất là nhanh chóng, phối hợp với nhau. Mình bị cháy mất một chiếc thuyền do bị đứng gần thuyền của nó khi nó nổ. Tranh sao tránh khỏi thương vong.
rồi. Chắc là không tấm độ. Bọn thuyền này chắc chưa kịp đến nơi, bọn này nó chưa hết rồi. Đấy, trận hải quân này nó khó hơn đánh lục quân rất là nhiều. Quân các bạn có thể điều khiển quân khá nhanh, khá cơ động được. Nhưng trên biển này thì cái sự cơ động này gần như rất khó. Các bạn phải tính toán từng bước một di chuyển đến đâu. Các bạn sẽ khó có thể cơ động được. Xong rồi. Chìm hết rồi. Rồi. Tuyệt vời. Tiếp một hạm đội nữa của Pháp bị hủy diệt rồi thì nền kinh tế của Pháp nó sẽ bị phong tỏa. Mình có lẽ mình sẽ phong tỏa các cảng biển của Pháp lại. Rồi mình không có nhu cầu bắt mấy cái thuyền cùi này của Pháp. Chìm. Tiếp tục đưa hạm đội này về để sửa chữa. Rồi chúng ta sẽ lại qua lượt đã. Bây giờ phía Bắc thì ổn đấy nhỉ. Còn phía Nam nữa. Hai hạm đội lớn của Pháp nó bị tiêu diệt thế này thì nền kinh tế của Pháp nó sẽ bị giảm đáng kể. Nó không đủ năng lực tài chính để duy trì tài trợ cho các cái chiến dịch lớn nữa rồi. Một cuộc phản công là không thể tránh khỏi. Tây Ban Nha nó muốn hòa bình à? Thôi được rồi, tạm thời hòa bình nhá. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now. Chúng ta lên cấp đây rồi, đô đốc hải quân của chúng ta lên cấp đây rồi. Happiness cộng một Justin. Mình quên mất không xem cái hệ thống chính trị của mình. Ê, thằng này tốt quá nhỉ. Đấy, được cộng thêm một cái Justin này. Chesky. Justin, Chesky. Cái gì cũng được cộng. 5 sao, thằng này mà cho bất kể chức gì nó cũng tốt. Đầu tiên mình phải thay cái thằng bộ trưởng lục quân này nữa. Chesky. Ái chả. Manager cộng 1, tốt rồi. Bổ nhiệm dần mấy ông lãnh đạo này. Mấy ông này chán quá. Mình tăng cường cái lực lượng chấp pháp chúng ta lên này. Cho mấy ông bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ tư pháp này té bớt. Làm ăn không ăn thua. Rồi lại có một hạm đội của Pháp ở đây. Chán sống à? Chán sống à? Dám ra đây. Hừ.
Tao xem quân Pháp nào. À, Pháp xong rồi. Thằng này nó sẽ chiếm lại. Chắc chắn luôn. Pháp rút quân rồi. Yes, sir. Thụy Sĩ. Thằng này nó chưa chiến tranh với Thụy Sĩ. Thậm chí nó đang chơi với Thụy Sĩ. Giao thương với Tây Ban Nha. Cộng hòa Tây Ban Nha giao thương. Úi dồi. Tây Ban Nha này nó chứ chả có cái gì đáng để mà nghĩ. Bây giờ là tiêu diệt thằng Pháp đã. Quân chưa hồi hết. Nên nó mới căng. Thôi được rồi, đợt này bộ binh của mình chưa làm được gì. Đổ bộ lên bán đảo Ý trước á. Đổ bộ lên bán đảo Ý. Nền kinh tế của mình quá mạnh luôn. Hơn 100.000 dự trữ. Dự trữ ngoại hối của chúng ta rất là tốt. Chúng ta đủ để có thể nuôi một lời quân đội lớn mà không phải lo. Ồ, tướng mạnh đấy. Ai chà, đứa này một phát lên đã được 6 sao rồi cả. Gớm nhỉ. Frederick Wilhelm von Bülow. Có chi phí đấy. Đâu rồi? Mình vừa thấy thằng Pháp nào đấy nó lẩn vẩn đây mà. Rồi. Bắn luôn. Tấn công. Cuộc đổ bộ lên bán đảo Ý. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ kiểm soát luôn cả khu vực dưới này nữa. Đóng khóa khu vực này lại. Tất nhiên mình sẽ giao các cái vùng này lại cho các bọn chư hầu của nó quản lý thôi. Mình cũng không quản lý nhiều. Nhưng mà mình cần một cái thương cảng chỗ này để có thể đi sửa chữa thuyền nó gần hơn nhỉ. Đảo Sicily này là một ví dụ rất là tuyệt vời. Gì cơ? Pháp tiến sang tận đây rồi cơ. Chúng ta xem thằng nào lạ vẩn vào đây. Phục kích đập chết luôn. Chưa hồi được hết quân. Trong ngắn hạn nó chưa đánh được đâu. Đánh đến đây là một điều rất khó. Ồ, một mảnh đất của thằng Hanover ở tận đây kìa. Hanover nhiều đất ghê nhỉ.
phút nữa cả. Ây chà. Chắc cờ mua thêm vài chiếc thuyền ở đây vậy. Đứng ở đây để chắn không cho nó đi qua eo biển này. Xem là người Pháp có thể làm được gì nữa. Người Pháp liệu có thể chiếm được lại Áo không? Chắc là một việc hơi khó. Khi mà lực lượng của nó bị bao vây tròn ở đấy rồi, không có quân tiếp viện. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Vãi. Development in these areas now will increase your nation's trading complete. Một vụ ám sát tướng lĩnh của mình. Các bạn nếu mà trường hợp như thế này, các bạn thấy mà tướng của chúng ta nó rất là tốt và chúng ta bị ám sát kiểu này, các bạn có thể vào chữ này, loát. Để đánh lại cái lượt đấy để nó auto mà, random. Chứ mất một cái tướng 9 sao thì thực sự là một cái vấn đề. Cái văn bản này nó rất là vớ vẩn, mà tướng chúng ta mất là không thể khôi phục được. Nó khác với các cái chiến dịch khác là chúng ta chỉ về thành dưỡng sức thôi. Đây là mất luôn. Đấy là một cái rất vớ vẩn của cái phiên bản này. Nên chúng ta sẽ auto để cho nó sống lại đã. Không để mất được. Mất tướng 9 sao này thì chúng ta to luôn. Các bạn luyện đến lên một tướng lên 9 sao, các bạn biết là mất bao nhiêu thời gian rồi đúng không? Đó là lý do tại sao mình cho spy nó đi cùng. Đáng nhẽ mình nên cho spy xuống đổ bộ trước rồi mình cho tướng đổ bộ sau, nhưng mà thôi à, không sao cả. Bọn lên liều. There are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Tướng 4 sao thôi, đúng không? Không phải tướng 9 sao. Will increase your nation's trade income later. Tướng 9 sao thì nó cũng không dễ ám sát như vậy. Một thằng tướng 4 sao, đúng rồi. Thôi được. Tiện thể có cái tướng hay hay này, cho bổ nhiệm luôn. Lại có tướng khác còn xịn hơn này. Đấy là mình chỉ cho các bạn thôi, chứ còn cộng 1 Pirate Taylor Minister. Thủ tướng Minister là thằng này đúng không? Bây giờ đến thanh niên nào đây? Toàn học chơi Chesky. Chesky thì ở đây có nhiều rồi. Mấy lão này không lên là skill gì nhỉ? Cái ban nền dân chủ nó đau đầu thế đấy. Cái gây dựng mãi mới được cái lực lượng dân chính trị ra nó ngon ngon một tí thì lại bây giờ lại đến mấy cái thằng dở hơi này. Chết mất một thằng tướng 4 sao của mình phải. Các bạn luyện đến 9 sao này thì nó ám sát các bạn cũng hơi khó đấy. Nói thực sự là nó hơi khó để ám sát được. Bắt mình phải đánh trận này à? Trận này không biết mình có cần quân tiếp viện không nhỉ? Chắc không cần đâu. Quánh. Bọn kia đánh trước rồi. Trận này cứ từ từ mà đánh thôi. Đợi quân nó lên giết từng thằng một. Đây rồi.
quân Pháp ở phía bên kia. Quân của chúng ta lại có phá phản lực. Chưa biết quân tiếp viện của nó vào từ chỗ nào, nhưng khả năng cao nó sẽ vào tiếp từ đằng sau. Chết rồi, đội này không có lính đánh mũi đoạn này. Damn this weather, sir. Wet powder makes misfires a certainty. Hơi khó áp chế tinh thần quân địch, mà quân địch thì có vẻ mạnh hơn chúng ta. Đây nữa, quân ở hai vị trí. Tướng Stamhot chỉ huy trận này. Không sợ, ta có tướng Stamhot chỉ huy trận này thì chắc không sợ. When you outnumber the enemy greatly, surround and destroy them utterly. Show no mercy. Enemy, yeah. Chưa biết nó vào từ hướng nào. Nó vào từ bên sườn bên này. Kỵ binh ở đâu nhỉ? Không, không có đâu. Cho hai đội kỵ binh chạy sang cánh bên này trước. Chúng nó sẽ dàn quân ở đây. Vây bắt cái bọn lính bắn tỉa chúng nó phát ạ. Đội kia của nó khá nhiều kỵ binh ấy. Đây đi. Cánh quân kia của nó cũng đang tiến đến đây này. Nó khá nhiều kỵ binh nhỉ. Chưa ăn ngay nó đâu. Bình tĩnh đi. Đây rồi, kỵ binh nó đang chạy xuống đây à? Xuống đây. Cẩn thận. Móc được thì mới móc. Chạy chưa đến nơi chết sạch. Thôi rồi, không cần. Sau lượt đạn đầu tiên đã đi được. Ui, kỵ binh nó đông lắm. Không đùa được. Thôi thôi, không cần thiết. Có một đạo quân nó đang lên đây này. Rồi ra đây đi em ơi.
Rồi sao? Không bắn. Bắn chết bộ binh mình mất. Xong. Rồi, tốt tuyệt vời. Đơn vị này là tiến lên trên này một xíu. Đội hình hộp rỗng à? Cứ từ từ thôi, tiến quân một cách từ từ vững chắc. Mada Shifi, lùi lại đã. Nó đang tiến lên đây này. Chúng ta cứ gây thương vong bằng pháo binh cho nó. Chúng ta đang có lợi thế pháo binh, chúng ta cứ cố gắng tận dụng pháo binh. Chúng ta có quân tiếp viện đấy, rất đông và khác. Không vội vàng được. Cứ để phá phản lực của chúng ta giải quyết. Điên này. Tiếp tục cho quân đến đây. Nó nhiều kỵ binh quá, mình không thể cho. Nó quá nhiều kỵ binh. Đấy là vấn đề đau đầu của mình. Tiếp tục tiếp viện này. Này là một cái sườn đồi. Như vậy thì nếu như đoàn quân ở đây thì khá đẹp. Cũng được đấy. Một cái vị trí khá là đắc địa. Chắc là chỉ huy bởi tướng Lây Sở. Ô, bị cận hiện đấy, được rồi. Tiếp tục đến đây. Chúng nó cứ đến như một vị thần này. Phòng thủ đội hình hiệp rỗng cho phép chúng ta có thể phòng thủ chắc chắn. Ôi pháo binh nó bắt đầu bắn rồi.
mà chúng ta chưa loại bỏ được lượng kỵ binh của nó thì pháo binh chúng ta hơi khó để có thể làm được gì. À, chưa đáng sợ lắm, pháo tầm xa. Pháo tầm xa. Chạy ra đây. Pháo đựng này. Chạy ra đây. Chạy vào khu nhà này là tránh được pháo của nó. Ai chà. Phản ác gớm nhỉ. Cánh quân bên này làm việc rất tốt, bây giờ phải di chuyển thôi. Nó vẫn còn khá nhiều kỵ binh. Ví dụ như đội này. Phải di chuyển liên tục. Đó, tấn công này. Mấy con ngựa điên. Đội này mà xông lên. Đội xuống chưa bắn tỉa thôi. Chuyện này không dễ đâu. Nhất là khi quân Pháp. Từ từ chưa bắn tỉa nó lại ở đây này. Ồ, quân tiếp viện của nó vào vẫn nhiều lắm. Pháo nó bắn ầm ĩ qua đây. Chưa loại bỏ được. Ok kìa. Những cái binh của nó. Cũng bắn nhau à. Thôi nào. Cái như này. Cố gắng xử đẹp mấy đội lính này của nó. Luôn mấy thằng đấy của nó. Lên đây. Ôi, mấy thằng chưa bắn tỉa nó. Bây giờ rồi lã vào đây. Rồi dàn quân ra, đừng có đứng kiểu thế. Chết đấy. Súng à? Vòng vào đây đã. Xong. Cánh này xông lên. Ái chà. Vòng đội kỵ binh cũng sát hết nhỉ. Đây. Về đây đã. Rồi.
ra đây. Kỵ binh hoàn thành nhiệm vụ rồi, ra đây. Xông vào ấy, gặp phải đội hình hiệp rỗng rồi, vỡ mồm cho con. Tiếc chúng ta chưa thực hiện được đội hình hiệp rỗng. Giải quyết bớt đội hình này của nó đã. Tinh thần chiến đấu lên ngay, kỵ binh bảo vệ ngay. Tiến lên một chút xíu nữa mới bắn được. Má phản lực rồi. Ngã vào đây. Ái chà, kỵ binh của Pháp cũng lớn nhỉ. Hợp dẫn luôn. Kỵ binh của chúng ta rút ra đấy. Ây da, đơn vị này cũng thương nặng quá. Lập ngay, rồi. Úi dồi ôi. À. One of our units has used all its ammunition, sir. Ồ, quân tiếp viện của nó vật vào đấy. Mình tính là nào, hoa được nó bây giờ. Cánh quân bên này đâu, lên đây. Bắn áp chế tinh thần nó ngay mà không ăn thua. Phản lực rồi, tiếp tục lão ở đây nhé. Rồi. Đánh, đánh, đánh. Tôi tiếp viện nó còn vào nhiều nữa không nhỉ? Căng nhờ. Cho tướng lên đây để nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ này nữa. One of our units has used all its ammunition, sir. Chết rồi, bắt đầu hết đạn dần rồi. Hết đạn dần rồi. Ôi dồi, có một đơn vị của mình thương nặng này mà vẫn chiến đấu đến cùng. Hết đạn rồi. Rồi, rút ra. Rút ra. Kiểu bộ binh nó... Our men are running, sir. Bộ binh nó khơi chết đấy. Rút ra. Còn có mười mấy thằng. Rút đây. Còn rút quân, rút đây. Tiến lên các em ơi. Rồi, khép tiếp vòng vây cánh này vào. Phá phản lực đầu dão đây. Nó đang bối rối rồi. Chuyển sang bắn tạt sườn mình. Được đấy. Có chi phí phết. Chi phí phết bắn tạt sườn mình. Tiến lên. Áp chế tinh thần quân Pháp. One of our units has used all its ammunition, sir. Mày. Get up in the
tiếp tục di chuyển. Trận đánh tuyệt vời với thương vong nặng nề cho cả hai bên và rất hay. Rồi chúng ta sẽ đả pháo vào đây. Ok kìa, đuổi theo ăn nó. Tao mò những người lính Pháp đang gục ngã rồi. Bao vây nó lại. Thương vong nặng nề. Thế nói này chưa bao giờ trận đánh nào. Nhưng mà trận này nó có cả quân tiếp viện nữa mà. Đây là đương nhiên là thương vong chẳng nặng. Thì binh của mình đâu rồi? Còn ít nhưng cũng đủ thì khả năng gây đổi biến. Our men are running, sir. Ai chà, thanh niên nào đấy? À, một cái đội ở đây à? Đội còn có mấy thằng này chứ? Tiếp vào. Pháp. Bắn vào đây cho anh. Bắn vào đây cho anh. Nó đang phải dàn mỏng lực lượng, nó phải chiến đấu với mình. Đây là một tướng chỉ huy. Cho các tướng chỉ huy đứng gần như này để bút kinh thành của quân đội. Hết đạn. Ui giời. Tiếp tục những trận đánh có thể nói này. Vãi cả linh hồn. Chỗ này chúng ta có lợi thế ở trên sườn đồi mà. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Sao nhìn giống chúng nó đang bỏ chạy thế nhỉ? Hết rồi. One of our units has used all its ammunition, sir. Xong rồi. Xong rồi. Rồi. Right.
cớ là mình không cần dùng đến quân phương diện. À, đội quân vệ đấy chứ nhở, thằng nào mà đánh nhau lì thế, đội quân vệ của Pháp ấy. Đội quân vệ trẻ, đội quân vệ trẻ nó tăng tinh thần chiến đấu, đội quân vệ già thì nó uy hiếp tinh thần chiến đấu của đối phương. Sir, our general is under attack. Rồi. Ui dồi, lại heroic victory rồi. Chúng ta tái chiếm được cái vùng này thì ta giao lại cho thằng Bavaria thôi, bởi vì đây vốn là thủ đô của nó. Hay không nhỉ? Ồ, không để mất bất kỳ đơn vị quân nào và chúng ta đã giành chiến thắng. Cái gì? Lên đến Chris General nhỉ? Cái kia này, Beastmaster. Ở đây. Không sao. Ui, tướng này vào phát 9 sao luôn, chả hiểu cái gì. Và phát 9 sao luôn. Vãi vạch tướng. Sao quân của nó bị thương nặng này? Siegreich und stolz. Dám ăn mình nữa cơ. Flotte bereit. Schleiche an Land. Mấy thằng spy này cũng chưa. Offizier an Deck. Schleiche an Land. Abdrehen. Sir, eure Befehle? Wir ratten quá dễ dàng, quân nó yếu quá. 8.000 này. Hỏi hỏi cần cướp. Cộng 1 Sperry, tướng này. Tướng này nhiều skill thế nhỉ? Vào phát 9 sao, vãi trưởng quá. Rồi, chúng ta có thêm một căn cứ ở đây rồi. Naptanes bị tiêu diệt. Ồ. Cả hải quân rồi, tốt. Rồi, cần tiếp một hạm đội nữa để chở. Jawohl, sir. Das ist Land, sir. Bereit machen und Befehl erwarten. Thay hai đơn vị súng trường thông thường này bằng hai đơn vị súng bắn tỉa và một đội lính này nữa. Warten auf weitere Befehle. Bereit machen und Befehl erwarten. Rồi. Bereit machen. Marsch. Ja. Lên thuyền. Truppen. Vorwärts. Thằng ấy gần đã lên nốt. Sao đây? Befehle erhalten und verstanden. Chúng ta đã kiểm soát được cái cảng này rồi. Tốt tuyệt. Và những công trình tốt. Có thể mình sẽ giao vùng đất này cho thằng nào được nhỉ? Trận chiến ở đây. Quân Pháp đã tàn rồi. Bereit machen für die Schlacht. Niemand wird uns besiegen. Cướp được hơn 30.000. Ô, vãi trưởng. Thôi kiểu gì kiểu chứ nhìn số to như thế mình phải làm tí. Vorwärts! Marsch! Bereit für Befehle. Niemand wird uns besiegen. 6.000. Từ từ đã, vẫn được tiền. Bavaria thông cảm nhá, anh phải kiếm tí tiền đã. Ủa, mà thằng Bavaria nó được cái tỉnh áo thì còn mạnh hơn thành này chứ. Siegreich und stolz. Thôi, không cần cướp nữa. Cướp nhiều quá thành tướng cướp mất. Đấy, Bavaria nó được 4 tỉnh này cơ mà. Còn hơn. Giao cái tỉnh này lại cho thằng con này đi nhỉ. Bavaria giao cho nó vùng phía Nam đi để cho nó có một hải quân. Chuyển thủ đô của nó sang đây.
cho thanh niên này kiểm soát cái vùng tỉnh này. Westania, thụy sĩ thông được cái đường buôn à, có thể giao thương được với mình. Các quân đoàn đóng ở Thụy Sĩ này, thằng Thụy Sĩ hiện tại bây giờ nó vẫn đang hòa bình với Pháp. Cũng vất vả, không dễ dàng gì ăn được bọn này. Thế nào ổn rồi. Đây, còn cuộc chiến với Giáo Hoàng nữa. Tướng 9 sao, khi mà bắt đầu vừa vào phát đã 9 sao, tướng này vãi trưởng thật nhỉ. Sao vừa mua phát đã được 9 sao là không nào nhỉ? Mạnh thế. Mà không phải tướng huyền thoại, thế nó mới hay. Rồi cứ qua lượt đã, thằng Pháp hết kiểm soát vùng này rồi, bây giờ thì mình kiểm soát được. Giao cái vùng này cho thằng nào, hay là mình kiểm soát lốt nhỉ? Mình cũng không thích kiểm soát nhiều đất. Thụy Sĩ à? Rồi, Thụy Sĩ đủ đất rồi. Thằng này có một thành, hai thành. Và cho nó thành này nữa thì... Cũng có thể là Thụy Sĩ. Bởi vì nếu mà giao cho Thụy Sĩ thì nó cũng chơi được cái khá nhiều thằng. Chơi được cái bài Italia. Người Pháp đang bị đẩy dần ra khỏi lãnh thổ của mình à. An toàn rồi, lãnh thổ của mình an toàn rồi. Qua lượt rồi. Để xem thằng Pháp nó làm trò gì tiếp theo nào. Cuộc đột kích của người Pháp vào lãnh thổ của mình đã bị chặn đứng và đã bị hủy diệt. One of your sea trade routes is under attack from an enemy fleet. Without your intervention, they'll raid your shipping and take any goods and income for themselves. Aye, sir. Hạm đội này vẫn nguyên quân này. Ok, sau đây có hai chiếc thuyền buôn này. Cho ra đây luôn. Nó có ba chiếc à? Mấy nhà Pháp này gớm nhỉ. Thuyền thì có mấy cái thuyền cùi lui mà dám quánh nhau mình nhỉ. Nhưng mà đánh này không được. Mình bắt nạt trẻ con quá. Thế này đi, thêm một đô đốc hải quân nữa. Đánh cái này cho nó lịch sự. 3-3. 3-3. Lên. Chúng ta cũng không nhất thiết cần phải có một đô đốc hải quân ở trong một cái hạm đội đâu. Nhưng mà nếu có thì nó sẽ được tốt hơn. Nhưng hiện tại thì cái đô đốc của mình nó có tiếp được bút cái gì đâu.
đô đốc của chúng ta chẳng có sao, chẳng có bạch, chẳng có rank gì cả. Chúng ta sẽ cần nhiều các cái hạm đội nhỏ nhỏ một chút, hạm đội nhỏ một xíu để làm chấp pháp trên biển, còn những cái hạm đội lớn sẽ để đi tiêu diệt các hạm đội to của nó. Mình nghĩ là như vậy sẽ là hợp lý. Ngon. Ngoài, đứng đây đi. Bắn xoay hạ mình à? Bắn xoay hạ mình. Mày chạy vào đây. Their admiral has fallen, sir. Now we shall see their true colors. Đó lại. Đây rồi, pháo bắn thẳng này. Loạt pháo này thì mày chết. Di chuyển khôn hết nhỉ. Chà. Di chuyển khôn hết đấy. Heroic victory cả. Còn lên được cái gì không? Lên được sao? Lên được rank cái gì không? Mình sẽ còn phải nhiều trận chiến trên biển nữa đấy. Không lên được, kinh nghiệm còn quá ít. Hurra! Ừ, hurra. Mà chúng ta đang loại bỏ khá nhiều các hạm đội của Pháp rồi. Nền kinh tế của Pháp sẽ gặp vấn đề. À, hạm đội này là đội của Đô đốc Nelson à.
À không phải. Thomas Guare. Nhưng mà mạnh phết nhỉ. Nhiều thuyền to phết này. Nó đang cho quân đổ bộ đi đánh ở đâu? Nó định đổ bộ đi đâu nhỉ? Không hiểu. Định đổ bộ đi đâu nhỉ? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Ý. Chỗ này chuyển thành cái thuyền buôn đi. Để có thể tuyển được hết nốt đợt này này không. Mình sẽ chuyển mua thuyền chiến ra cái vùng này. Bereit machen. Weitere Befehle? Vorwärts für Krone und Vaterland.